Mến chào anh chị bà con gần xa, rất vui gặp lại anh chị bà con xem trên kênh YouTube Nhà Đẹp Trăng Hải. Thì đầu tiên á, Trăng Hải cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả bà con mình gần xa trong thời gian qua tin tưởng theo dõi kênh Nhà Đẹp Trăng Hải cũng như ủng hộ mua nhà bên Trăng Hải. Và sau đó Trăng Hải xin gửi lời chúc đến tất cả bà con trong một tháng được bình an, may mắn và công việc làm ăn luôn được thuận buồm xuôi gió. Thì hôm nay Trăng Hải sẽ giới thiệu cho anh chị bà con một căn nhà trực tiếp bên Trăng Hải xây dựng luôn, tường riêng, cột riêng, bóng riêng, đặc biệt sổ hồng riêng luôn. Diện tích căn nhà mình ngang 4,5m, dài cho 25m, xây một trệt một lầu, sẽ có 4 phòng ngủ và 3 vệ sinh. Đặc biệt sân trước mình đậu ô tô, sân sau mình có giếng trời luôn. Và con đường trước nhà mình nè là con đường 5m bê tông xe tải luôn. Mình cách với cái đường tỉnh 835 chỉ có 100m thôi. Ở đó Trăng Hải có một cái khu nhà đang xây dựng gồm có 8 căn. Với diện tích xây dựng á, là ngang một trệt hai lầu đổ 3 tấm đúc và dự kiến sẽ hoàn thành trước Tết. Với cái giá của mình chỉ hơn 4 tỷ một chút xíu thôi nha bà con. Và từ đây mình di chuyển theo tường tỉnh 835 mình ra quốc lộ 1A chỉ có 3 km thôi, cái đoạn ngay cổng chào xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An của mình nha bà con. Và đây căn nhà mình hướng tây bắc được bán với giá trực tiếp của Trăng Hải luôn 2 tỷ 800 triệu. Mà bà con mà thấy có phù hợp á thì Trăng Hải xuống thương làm việc trực tiếp với Trăng Hải và Trăng Hải còn thương lượng giá với bà con luôn. Đầu video á, bà con thấy video hay nhớ ủng hộ cho Trăng Hải cũng như cho Trăng Hải xin nút like cũng như đăng nút cái kênh và cảm ơn bà con. Và vào đây nè, bà con nhìn thấy cái khoảng sân trước của mình nè, đó, bên Trăng Hải cũng lót gạch rất sạch sẽ luôn và cao luôn. Cái khoảng này với mặt đường là cao 4m để cho Trăng Hải đã trừ hao cho bà con mình là sau này đường nó có làm lên á, lên nữa bà con cũng coi nhà mình vẫn cao hơn, khỏi sao bị ngập lụt luôn. Và lớp cửa để căng vào căn nhà mình là sắt 4 cánh sơn tinh điện rất là chắc chắn luôn nha bà con. Và đây là khoảng sân ô tô của mình, bà con. Đây bà con cũng nhìn thấy lót gạch rất là sạch sẽ luôn. Hai bên tường thì bà con thấy Trăng Hải đã làm cao ráo luôn, có song sắt bảo vệ kiên cố cho nhà mình luôn. Và đây nè, từ cái nền mình á với cái mặt đường là 7 tấc, ở đó 4 tấc, ở đây 3 tấc nữa cho bà con mình thoải mái cao ráo khu nhà mình luôn. Rồi mặt trước nè, bà con cũng nhìn thấy. Đó, Trăng Hải đã lót gạch rất là sạch sẽ xiên khúc luôn. Đây là mời bà con mình và cùng Trăng Hải vào khám phá chi tiết trong căn nhà luôn. Đây là không gian căn phòng khách của mình nha bà con. Đó, bà con nhìn thấy đi. Trăng Hải xây dựng bằng không gian mở cho nên bà con thấy rất là rộng rãi thoải mái luôn. Nền gạch đó thì Trăng Hải cũng đã ốp gạch bóng kiến rất sạch sẽ cho mình luôn. Và hai bên tường nè, đó, Trăng Hải cũng đã ốp nhựa PVC xuyên suốt hết căn nhà luôn. Và điểm nhấn căn phòng khách mình là có cái mộc và cái quạt trần nè, bà con nhìn thấy không, vừa quạt vừa đèn luôn, rất là đẹp. Và tất cả hệ thống mình á là điện âm và đèn led hết nha bà con. Rồi tiếp theo ở đây dưới chân cầu thang bà con cũng nhìn thấy Trăng Hải cũng làm sẵn cho bà con một cái học tủ, bà con có thể đựng những vật dụng mà mình ít xài á, cần thiết mà đổ cho đây, rất là gọn gàng vừa làm trang trí luôn. Đây bà con cũng nhìn thấy Trăng Hải cũng trang bị cho bà con mình nè, tủ nè, kệ tủ để trưng bày những cái đồ vật phẩm mình yêu thích nè xuyên suốt. Rồi tiếp theo đây là không gian căn bếp của mình, Trăng Hải cũng trang bị cho bà con tủ bếp trên, tủ bếp dưới bằng gỗ nha bà con. Bếp á thì đá hoa cương và có cái bồn rửa chén giữa bát inox 3.4 đây luôn. Và kính nè, Trăng Hải cũng lót xuyên suốt của chạy chỉ cho bà con mình để mình về mình nấu ăn nấu nướng mình rau trùi rất là thuận tiện luôn. Đây điểm nhấn của căn bếp mình, Trăng Hải cũng làm thêm một cái quạt tặng cho bà con mình luôn. Đó, rất là đẹp. Và tất cả hệ thống mình thì điện âm đèn led có đèn màu đẹp luôn. Đây có một cái tấm kính, bà con nhìn thấy thì đã tô điểm cho căn phòng khách mình, phòng bếp mình nó thêm rộng rãi luôn. Rồi tiếp theo là sẽ có một cái phòng ngủ dưới đất, bà con nhìn thấy cũng rất rộng rãi. Cái phòng khách này, phòng này, phòng ngủ này dành cho bà những anh chị em mà có cha mẹ lớn tuổi á, mình làm chỗ này là cho mà cha mẹ này rất là tuyệt vời luôn. Trăng Hải cũng lót rất là sạch sẽ luôn và tất cả hệ thống mềm điện cũng đã chờ sẵn luôn. Đây có một cái cửa sổ thông gió ở phía sau mình nè, bà con nhìn thấy đi, rồi lấy gió lấy mát rất là tuyệt vời. Rồi Trăng Hải cũng trang bị là xuyên suốt nè, chạy chỉ cho bà con mình nè. Cuối đây, cuối mình khoảng giếng trời ở sau nha bà con, hiểu như không? Đó, rất rộng rãi thoáng mát luôn. Trăng Hải đặt cũng đã ốp lót trên này sẵn cho mình luôn, nền á thì cũng đã lót sạch sẽ cho mình luôn nha bà con. Có dầu nước kế bên bà con ở đây luôn, kế bên đây có một cái nhà vệ sinh Trăng Hải trang bị cho bà con luôn. Nền gạch cũng ốp rất sạch sẽ, xung quanh Trăng Hải cũng đã lót rất ốp rất sạch sẽ rồi, đầy đủ trang thiết bị. Đây có một cái đặc biệt cái nhà vệ sinh dưới đất này đó, có cái trong đây có phòng tắm, đây có kính nè bà con mình thấy đi, đó rất là tuyệt vời, đặng mình tắm đây khỏi thời gian luôn. Và sau đây Trăng Hải mời anh chị bà con mình cùng Trăng Hải lên khám phá trên tầng lầu mình. Và Trăng Hải xin nhắc lại thông tin về căn nhà mình. Căn nhà mình có diện tích ngang 4,5m, dài 25m, được xây mình một lầu, có 4 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh. Đặc biệt
mặt tiền kinh doanh đường trước rộng 5m, mình có sân ô tô luôn nha bà con, và được bán với giá trực tiếp với Trang Hải luôn 2 tỷ 800 triệu. Nếu mà bà con thấy phù hợp thì cứ alo, còn liên hệ trực tiếp với thương lượng trực tiếp với Trang Hải luôn. Rồi tiếp theo là cầu thang lên lầu của mình nè, Trang Hải cũng trang bị bà con nè, tay vịn bằng gỗ xuyên suốt hết gỗ này, rất chắc chắn, kèm theo đó là kính cường lực 10 ly nha bà con. Rồi từng bậc cầu thang Trang Hải cũng lót đá hoa cương cho bà con à. Đây là Trang Hải cũng chờ sẵn những cái cây đèn sáng sáng thấy đường lên luôn nha bà con. Rồi trên lầu mình gồm có 3 phòng, đặc biệt có 2 phòng master, nhà vệ sinh trong đó luôn. Đây là cái lối nè bà con nhìn thấy đi, Trang Hải chờ sẵn nè, không rải thoáng mát. Ở đây bà con có thể làm mà tận dụng chỗ này, chỗ ngủ nếu mà đông người cũng được, hay phòng làm việc gì tùy theo sở thích bà con. Và hệ thống điện, tất cả đèn chiếu sáng ở Trang Hải cũng trang bị sẵn cho bà con mình luôn rồi. Rồi đây là cái phòng ngủ thứ hai, hướng ra ban công sau, cửa gỗ nha bà con. Con nhìn thấy là Trang Hải dán chăm kìa. Và đặc biệt căn nhà này Trang Hải thiết kế cho nên chờ sẵn ống đồng gắn máy lạnh cho bà con sẵn luôn, bà con mình về chỉ lắp đặt đó, rất là rộng rãi luôn. Đây có một cái nhà vệ sinh đây trong phòng luôn nha bà con, cũng đầy đủ trang thiết bị cơ bản đầy đủ cho bà con mình luôn. Rồi đây là cái cửa hướng ra ban công phía sau của mình nha bà con đó, rất là tuyệt vời. Đây bà con mình có thể sáng sáng cho trưa chiều chiều mình tập thể dục hay này kia cũng được nè. Nhà dân xung quanh bà con nhìn thấy đi, sát bên cái đường ngay cái cầu Long Khê đó, sát bên đường tỉnh 835 luôn nha bà con. Rồi tiếp theo á Trang Hải mời bà con. Rồi tiếp theo Trang Hải mời bà con mình lên tham quan trên cái phòng thứ tư trên lầu của mình luôn. Rồi cái phòng này á thì cũng là Trang Hải làm cửa gỗ luôn nha bà con. Kế bên đây cái phòng này cũng có một cái nhà vệ sinh kèm theo luôn, phòng master luôn, cũng đầy đủ trang thiết bị cơ bản luôn. Đây cái phòng này cũng rất là rộng nha bà con, nền gạch Trang Hải ốp sạch sẽ, đặc biệt là Trang Hải đang đánh tranh lụa 3D nè, xuyên suốt hết. Trần thì cũng hệ thống đèn điện âm đèn led đầy đủ. Phòng này Trang Hải cũng chờ cho bà con cái ống đồng sẵn luôn, bà con chỉ về lắp máy giặt là ok, tuyệt vời luôn. Đây là hướng ra cửa ra ban công của mình nha bà con. Đây bà con ra nhìn thấy nè, hành lang can thì inox kính cường lực kèm theo đó nha bà con. Đây cái khoảng này cũng phải 1,5m cho bà con thoải mái luôn, nhìn ra là xưởng sát bên nè bà con. Đường trước nhà mình 5m, đường xe tải, con đường này đường thông liên ấp luôn nha bà con. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Cuối cùng, Trang Hải cũng cảm ơn bà con nãy giờ cùng Trang Hải khám phá hết căn nhà xây dựng bên Trang Hải. Trang Hải xin nhắc lại thông tin về căn nhà mình. Căn nhà mình có diện tích ngang 4,5m, dài 25m, được xây một trệt một lầu, có 4 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh. Đường trước nhà mình 5m, kinh doanh luôn, sân trước ô tô, sân sau giếng trời mình có tới 2 ban công. Ban công trước, ban công sau và được bán nhà có sổ hồng riêng hướng Tây Bắc. Bán với giá chính ngay Trang Hải luôn 2 tỷ 800 triệu đó bà con thấy. Mà cái giá này còn thương lượng trực tiếp với Trang Hải luôn, bà con thấy phù hợp á thì cứ liên hệ trực tiếp với Trang Hải qua số điện thoại 0937 35 0079. Rồi Trang Hải xin chào và hẹn gặp lại bà con.